Sau nhiều ngày bận rộn với công việc của gia đình, hôm nay mình đã quyết định quay trở lại khu vực chuồng bò lớn. Khả năng rất cao trong một thời gian dài vừa qua thì lượng phân bò tại khu vực này sẽ được tích tụ với một số lượng rất lớn. Bên cạnh đó, cùng với thời tiết nắng nóng kéo dài, những cục phân bò cũng sẽ khô và nhẹ đi, không còn tình trạng gây bốc mùi mất vệ sinh. Từ đó việc thu lượm cũng sẽ trở nên rất dễ dàng. 20 phút sau thì mình cũng đã có mặt tại khu vực chuồng bò lớn. Nơi này trước đây đã ngưng hoạt động hoàn toàn, nhưng khoảng hơn một tháng đổ lại đây thì nó đã bắt đầu được hoạt động trở lại và cũng được bổ sung một số lượng bò tương đối lớn. Men theo con đường này mình sẽ đến được khu vực tập kết ăn cỏ của những con bò. Theo con đường khoảng một lát sau thì mình cũng đã có mặt tại khu vực như trên. Khác xa với những suy nghĩ của mình trước đây, nơi này bây giờ đã trở nên khô khan cằn cỗi, không thấy bóng dáng của một con bò nào tại đây. Hình như cũng đã lâu rồi chúng không còn quay trở lại nơi này nữa thì phải. Bên cạnh đó còn có những dấu vết khai thác phân bò trái phép tại khu vực này. Bằng chứng là những cục phân bò đã được mình nhìn thấy trước đây đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Nhưng trong lúc quay trở lại chiếc xe thì mình đã phát hiện ra dấu vết của một bãi phân bò nằm ở dưới đường mương. Khi đến gần khảo sát thì mình mới biết được những cục phân bò này đã bị phân hủy và biến đổi hoàn toàn thành đất, nên nó vẫn còn giữ nguyên vị trí tại đây. Trước một sự thất vọng và chán nản đó, mình đã không kiềm chế được bản thân nên có những hành động thô lỗ, mong mọi người thông cảm.